Cửa hàng nung cơ Hải Trà Tân xin kính chào tất cả quý khách hàng. Hôm nay cửa hàng bên em test nổ và giới thiệu cho tất cả mọi người tham khảo hai mẫu cưa đẳng cấp đang hot nhất hiện tại nhé. Những cái con máy mà được sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà nó là một con cao cấp, chất lượng cao. Thì hiện tại mẫu Zin 3 và Robin Zhang Ma này đó, là có hai mẫu tầm trung 52cc và 60cc đó. Thì đây là hai mẫu này. Đây là Robin Zhang Ma RB75 nhé. Còn con này là Zin 3 5200 nhé. Chất lượng của con máy này thì thực tế là em bán rất là nhiều rồi chứ không phải bây giờ bắt đầu em mới quảng cáo nha mọi người. Nên về chất lượng mọi người khỏi phải suy nghĩ nhé. Em bán rất là nhiều rồi. Thì có cái đợt này là mới có cái mẫu RB75 này. Tại vì hàng 52cc nhiều khi anh em còn thấy yếu thì anh em chơi sang con RB75 nhé. RB75 mạnh hơn nhé, to hơn, mạnh hơn, xi lanh nòng lớn hơn. Con này thì nòng của nó là 45 ly, xi lanh nòng 45 ly, còn 5200. Còn con này nó tới 47 48, nó to hơn nữa, rồi nó tăng cái công suất lên để cho khách hàng nhiều. Anh em mà muốn mua con máy lớn lớn hơn nữa cắt cho sướng, 5200 nhiều khi còn yếu. Con 5200 thì nó 50cc, 52cc thì nó ngang tầm với giọng Hu 353, ngang tầm với Hu 353 nhưng mà tua thì không bằng 353. Nhưng nếu mà bây giờ mọi người muốn mà mua con mà tua nó bằng tầm 353 thì mình lại lấy con này lớn hơn nữa thì nó sẽ mạnh hơn. Vậy nhé, giờ em sẽ test nổ cho mọi người tham khảo này. Cái dòng này thì đặc điểm của nó là đồ đạc phụ tùng thay thế nó rất là dễ luôn, cái gì cũng có, nó sướng. Giá thành thì thực tế ra đợt này là bên cửa hàng em, là cửa hàng Hải Trà Tân này, là bắt đầu em nhập số lượng nhiều của công ty thì sẽ có giá tốt. Kể cả những cái dòng Mitsu Zhang Ma hay là dòng Zin 3 hay Robin Zhang Ma này thì đều là được khuyến mãi giá thành tốt, vì nhập gọi số lượng thì nó được khuyến mãi nhiều thì em sẽ giảm giá để em bán để cho nó chạy hàng được, thì gọi là sốt được nhiều hàng thì em lại nhập được nhiều nữa, thì nói chung là lợi nhuận nó càng tốt cho bên em. Nên là cái giá thành bán rẻ cho mọi người giúp để chặn được hàng hơn nhé. Đây, bình đựng xăng, bình đựng nhớt bên trên, kéo e gió ra. Đối với máy mới hoặc là để lâu ấy, thì mình đổ xăng và kéo e gió ra, mở công tắc lên nhé. Đặt giật 5-6 cái là nó nổ một tiếng là lên xăng rồi đúng không? Mình đẩy ra vào. Đợt hộp mới của Trung Quốc thì những cái dòng này là dòng cao cấp. Thứ hai là dòng này ấy, là hàng chính hãng chuẩn của Zin 3, nó không phải là hàng nhái của một cái thương hiệu nào đó, nên là người ta làm để tạo ra một cái thương hiệu của nó riêng thì tất nhiên nó phải làm cao cấp hơn. Những cái dòng như anh em hay đi mua những cái dòng Honda hay là Makita nó dán tem mà bán nhái thì những cái đó là người ta nhái để lấy cái giá thành tốt để dễ bán đó. 52cc nhé. Giá khuyến mãi, giá niêm yết của công ty là 2.800.000 đồng nhé. Nhưng mà đợt này thì đang được giảm giá và tặng nhớt các kiểu, tặng xích, tặng rũa dùng nhé. Nói chung là tặng nhiều thứ đó. Nên là khách hàng nào có nhu cầu mua thì mình cứ gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 ngân hàng nhé. Chứ biết là giá đã bao gồm 5 xích nhá. Đây em lấy 5 xích cho mọi người làm nó. Lam nó là lam Latin nha, lam đầu Latin luôn. Thì cái lam này cứ lam đầu thép, nó xịn xò luôn, lam đầu bầu 50 nhé. Người kiên tâm, lam xích cho mọi người lam Latin xích mới luôn, xích lớn luôn, xích lớn là xích 72 nhé. Đó. Thì cái giá thành thì gọi là giá chuẩn thì là 2.800.000 nhưng mà đợt này đang giảm giá mấy trăm rồi, được tặng rũa với nhớt, nên là anh em nào có nhu cầu mua thì cứ gọi qua số điện thoại cho em nhé. Rồi tiếp theo đến em test cho mọi người nghe con RB75 này. Con RB75 này thì mạnh hơn nữa, xuống hơn nữa. Con này nghe đã lại lắm.
thật sự là nếu mà khách hàng mà có nhu cầu mua, tính mua máy mới, và kiếm cái con nào bỏ nó chất chất tí chứ đừng có mua rẻ quá, thì làm mấy con này thì ta bán bao sạch, gọi dòng này em bán hàng về đâu là hết đến đấy, sướng lắm, vì nó cũng có một cái thương hiệu riêng của nó rồi. Bây giờ là ai biết tới thì người ta cảm nhận trước khi những người khác dùng rồi ấy, nó ngon là người ta cứ lại mua theo, cũng cách dùng vậy thôi, không bắt tay mở kéo ra đó. Đúng 6 cái là nó nổ lên tiếng, đẩy ra vào. Đó. Đặc biệt là dòng này có giật trợ lực nhé, mọi người thấy em kéo rất là nhẹ nhàng, kéo thôi chứ không cần phải giật người. Chơi của máy thì mọi người khỏi suy nghĩ nhé, ốp làm thích đầy đủ nhé. Con Ruby Tăng La này thì giá thành cao hơn mấy trăm nữa mọi người. Giá niêm yết của nó thì hơn 3 triệu, nên là anh em có cái nhu cầu mua thì cứ liên hệ qua cho em để em báo giá cụ thể chính xác cho mọi người nhé. Tại vì giá nó còn tùy thời điểm. Đấy, nhiều khi bây giờ em báo giá hiện tại nhưng mà trong cái đó tầm tuần 2 tuần sau nó lên hoặc nó xuống, thì nhiều khi khách hàng thời điểm đó coi thì nó lại khác nữa. Nên là cái giá máy mới thì em cứ báo chung chung sơ sơ cho mọi người hiểu là nó tầm đó, còn có chương trình thì nó sẽ rẻ hơn nhiều nhé. Mua hàng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 đặt hàng nhé.